Xin chào mọi người đến với Song Thi Family Cuộc Sống Mỹ ở Florida. Năm nay thì mình cây giang trái nhà mình cũng không có được nhiều lắm. Cái này là cây chanh Thái này mọi người, trái quá trời luôn. Một số cây thì đã bị chết, là năm nay thì hơi bị lạnh đó, nên một số cây bị chết này. Nhưng mà cái này cây chanh Thái này mọi người, quá trời trái luôn, nó không có bị chết nha. Đây, bông nhiều lắm luôn, trái cũng nhiều lắm. Nó là để trồng chanh Thái để nấu ăn đó, nhưng mà ít khi ăn lắm, đâu có ăn gì mấy đâu. Còn xích bên này là cây chanh thường này. Năm ngoái á nó có 8 trái vậy đó. Bạn nhỏ nhà mình ra hái sạch sành xanh 8 trái một lúc luôn. Năm nay thì là trái nó cũng nhiều lắm nè. Chanh này, chanh vàng với chanh xanh người ta ghép chung vô cây thì cũng rất là nhiều trái. Năm nay chắc là nhiều trái hơn năm ngoái nhiều nha, tính sơ sơ chắc cũng được 20 trái rồi đó. Đây này mọi người, quá trời luôn. Đi một vòng còn sơ ri, cái này là cây sơ ri này mọi người. Cây sơ ri này á, không biết cái con gì này ăn á, này quá trời trái chín nhiều lắm á, nhưng mà mình chưa kịp ăn là nó ăn đầy gốc luôn nè. Không biết là con gì này ăn á. Nhưng mà thường thường là mình nghĩ là nó sẽ ra trái nhanh lắm, nó chín lắm. Nhưng mà mình mới ngày hôm qua hôm kia mình hái, mình nhìn ra gốc là nó rụng đầy gốc luôn. Cái seri này không có lớn, cái này mới có 1 tuổi mà, mới đây đúng 1 năm này. Đó, trái nhiều lắm nhưng mà bị con gì nó ăn hết á, nó ăn một gốc đầy luôn. Còn bên này là cây ổi nè. Cái ổi năm ngoái thì mình cũng thu hoạch được mấy chục trái á, mà năm nay cũng đang ra bông quá trời luôn. Mà không hiểu tại sao nó bị héo nè. Cái cành nó bị héo là không biết bị cái gì ta. Đâu có bị nắng gì đâu mà tự nhiên nó héo cây nè. Còn cái này là cây sòi. Cây sòi thì bông nhiều lắm mà không hiểu tại sao chỉ được có mấy trái thôi. Nhìn chắc là năm nay được 5 trái đó. Trái nhiều lắm, lộn bông nhiều lắm nhưng mà sao trái không thấy nữa. Nên nè, còn cây cóc á, năm ngoái nó bị chết á, nó khô cây nó chết rồi mọi người. Mà bây giờ nó đang mọc cây ở dưới, nhưng nó đang có bông nè, nó đang tỉa, nó nứt lại cái gốc nè. Nhưng mà nó có cái này trên này là khô rang luôn rồi. Đang ra bông quá trời luôn, nắng cũng ra bông hết á. Còn cái này là cây mận, năm ngoái thì giờ này có bông có trái rồi. Mà không biết tại sao nó bị mùa này nó bị mưa lạnh bất thường á, nên giờ nó chưa có trái luôn, nó không chết toàn thân này. Không biết lý do tại sao. Còn cái cây này á, năm ngoái cái này á là cây mít. Cái mít nó cũng trời lạnh nó chết. Mình mới mua cây sơ mơ chê nó đang xuống. Giờ nó đang ra bông nè. Sơ mơ chê thì ra chắc cũng được mười mấy trái. Còn cái sòi này trong tư hà, nó cũng nhỏ, nó cũng bị gì đó không biết nữa. Nó lá nó kỳ lắm, không có được đẹp. Còn xích bên này á, cây mãng cầu nè, quả na nè mọi người. Không biết tại sao mà nó cũng chết cành ở dưới nè. Nhưng mà bông nhiều lắm, thì được 12 cây. Khu bên này được 12 cây rồi. Đó. Rồi bây giờ mình đi qua khu bên này đi. Khu bên này thì năm ngoái trồng được 3 cây dừa. Mấy dừa nó chết hết rồi. Trời lạnh quá nó chết hết rồi. Bây giờ thì mình đi qua bên này. Hôm nay hơi bị nắng một chút. Cái đu đủ này mọi người. Cái đậu đủ mình trồng ở trong chậu, mình mới bỏ vào đất này. Mình cắt cái đầy đi xong thì nó chỉa lên 3 cái nhánh này thì mình để lại. Nó chỉa nhiều lắm nhưng mình bỏ bớt rồi. Còn cái này là cây bưởi hay cây cam gì á, mà ruột ở trong là màu đỏ, trái nó bự lắm luôn nè. Đó, thấy chưa,
Còn bên đây năm nay đậu trái nhiều lắm. Sơ coi chút xíu, cây chưa tới, mới tới cổ mình thôi à, nhưng mà trái nhiều lắm. Bên này có một cái đu đủ nữa, cái đu đủ nhỏ xinh. Rồi còn bên này thì cây dừa chắc là nó cũng chết luôn rồi. Mua 3 cây trồng, 2 cây đem Việt Nam. Còn cây khế nè mọi người, khế thì mua coi chút xíu nè, hết mà 35 đồng trái thì không biết chừng nào mới có. Còn bên đây nữa là cây ổi ruột đỏ, nhiều trái lắm mọi người ơi. Đây nè mọi người, nhìn sơ nó đang ra bông này, ít nhất cũng phải 2-30 trái là ít. Nói chung mình không, nó cao lắm mà mình cắt bớt rồi. Cái này thì cũng hơi quá cái cổ mình một chút xíu thôi à. Đây nè, nhìn thấy xích chưa? Bây giờ mình đang đi nhổ cỏ đó. Còn cái này là cây tắc. Cây tắc sao nhìn nó eo ụt quá, eo ụt quá, nhưng mà chắc là hy vọng. Cái này là cây tắc nhỏ. Rồi còn xích ở bên này là cây tắc dài dài, cái cây tắc ngọt á. Mà không biết có ngon không thì mình không biết nha. Còn cái này là ở trong mình trồng những cái loại rau qua bên nhà này thì không có cái vườn, không có lớn lắm. Bông sứ thì nó nở, mình thấy nó nở quanh năm luôn đó. Còn cái này là tía tô Nhật nè. Cái này rau đắng. Cái này là lá lớn. Còn cái này là ngũ lớn. Ớt nè mọi người, ớt chân trồng trong chậu. Ở trong kia thì có lá dứa, lộn, không phải. Hoa mai. Hoa gì ta, hoa đồng tiền. Rồi bông này, bông quỳnh này, hoa sứ, cái gì tiêu thơm, đu quế, ớt, hành, sả. Đặc biệt mình hay uống trà thì mình trồng được cái cây trà này. Còn nha đam, đây này mọi người, nha đam thì bao la luôn. Dứa thì mình trồng trong đó, dứa, nha đam. Cái này là cái gì quên rồi ta? Cái này là cái gì mà diếp cá. Còn cái này cái thơm, cái khóm nè. Thơm khóm thì bên này cũng không có mắc lắm, có rẻ lắm, nhưng mà mình thích trồng vậy đó. Này nó lớn rồi, nhưng mà nó lớn khi nó ăn thấy ngon lắm mọi người. Còn cái này là hoa lài nè. Cái này hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền quá trời luôn. Bây giờ nó đang nở 2, 4, 6, 7 cái đồng tiền luôn nè mọi người, đẹp chưa? Đó, hoa đồng tiền. Nhìn xinh lắm luôn. Mình thì cứ ăn cái mấy cái thơm, mấy cái dứa đó. Mình cứ gắp vô là nó lên trái thôi. 1-2 năm nó sẽ có trái. Đó là, cái này là sơ qua bên này. Tại vì á, hôm nay đất nó cũng không có rộng giống như nhà bên kia. Đất nó rộng hơn, nhưng mà ý là cái giường mình chưa làm hết á. Thành ra đó là mình quay sơ qua một chút về cái vườn nhà mình hôm nay nha. Bây giờ thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để có những video hấp dẫn tiếp theo.